cùng mình làm món chế trộn mùi chè mứt xiêm ngon nhất nhối cả nhà mình ơi. Xưa đi học cả đám tụt ba tụt bảy ghiền món chế trộn này lắm, mà khổ cái không biết trộn làm sao cho nó ngon. Này mình mới phát hiện ra chai mùi chè mứt xiêm nhà tiệm phố núi không chỉ chấm ngon này mà còn trộn tré trộn xoài được nữa. Ban đầu sợ muối sẽ bị mặn không trộn chung được, nhưng không, muối chua ngọt hài hòa vừa phải, lại không cay xé mà cay nồng, mùi thơm đặc trưng từ ớt xiêm và lá é Tây Nguyên rất hợp khẩu vị của mình, càng ăn lại càng ghiền. Xem video quy trình làm muối nhà tiệm mình rất an tâm vì tiệm chọn nguyên liệu tươi sạch chuẩn loại 1, không dùng chất bảo quản hay phụ gia, lại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Món tré trộn chưa tới 15 phút mà ai ăn cũng khen ngon. Tính ra chai này rẻ mà tiện ghê, vừa chấm vừa trộn cái nào cũng hợp. Thử ngay nha mọi người ơi.